Xin kính chào quý khán thính giả, tôi là Đỗ Thái Nhiên, chương trình Bình luận thời sự của Đài VNA TV. Chương trình này được trình chiếu trực tiếp trên Facebook, YouTube ngày thứ bảy hàng tuần từ 8 giờ tới 9 giờ tối, sau đó được trình chiếu lại trên VNA TV, Orange County 57.3, San Jose 16.10 ngày thứ hai lúc 10 giờ 30 sáng. Kính mời quý khán thính giả theo dõi. Kính thưa quý khán thính giả, bình luận thời sự số 1 có tựa đề phân cực giữa đỏ và vàng. À, à, kính thưa quý khán thính giả, nhân dịp 30 tháng 4 à, chúng ta hãy cùng nhau bàn luận về vấn đề à, ngăn cách, vấn đề phân cực, vấn đề à, mâu thuẫn um, lẫn nhau giữa cờ vàng ba sọc đỏ và cờ đỏ sao vàng. À, sau ngày 30 tháng 4 thì Cộng sản Việt Nam thường xuyên gọi 30 tháng 4 là ngày giải phóng à, miền Nam, ngày thống nhất đất nước. À, về phía à, những công nhân Việt Nam Cộng hòa, à, những người à, um, tôn trọng lý tưởng của Việt Nam Cộng hòa thì vẫn gọi ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hẳn. Vậy thì phân cực ở đây là gì? Phân cực ở đây là đỏ thì gọi là ngày giải phóng 30 tháng 4, vàng thì gọi là ngày quốc ba 30 tháng 4. Sở dĩ à, bên à, phía Cộng sản Việt Nam sau 46 năm vẫn cương quyết gọi ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng bởi vì Cộng sản Việt Nam không ngừng một mặt thì đề cao ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng một mặt vẫn gọi Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân, ngụy quyền là nhà cầm quyền tay sai Cộng sản Việt Nam quyết tâm giữ lấy chính nghĩa trong chiến tranh Việt Nam bởi vì Cộng sản Việt Nam có, có nắm được chánh nghĩa theo kiểu tuyên truyền của họ thì cộng sản Việt Nam à, đã mới tin rằng à, người dân Việt Nam nhìn thấy à, cái cái chính danh của chế độ cộng sản Việt Nam hiện đang cai trị xã hội Việt Nam. À, để à, kéo dài cái chính danh để cho cái chính danh về phía cộng sản Việt Nam đi vào lịch sử thì cộng sản Việt Nam à, giảng dạy cái chiến danh Việt Nam à, theo cái hướng tránh nghĩa về phía cộng sản Việt Nam à, từ đó giới tại Việt Nam đặc biệt là người, những người ra đời sau, sau năm 1975 vẫn thành thật tin rằng cộng sản Việt Nam, trong chiến tranh Việt Nam đã nắm chính nghĩa còn phía Việt Nam Cộng Hòa chẳng qua chỉ là một cánh quyền tay sai một bên thì cho rằng đó là ngày quốc hận bên kia cho là ngày giải phóng và cái, cái, cái ý niệm phân cực đó đi vào uh, giáo dục uh, của giới trẻ Việt Nam từ mẫu giáo uh, trung học đại học và đó là lý do căn bản nhất khiến cho giới trẻ Việt Nam và giới trẻ hải ngoại không thể bắt tay được với nhau. Sở so, dĩ nói như vậy bởi vì uh, giáo dục cộng sản Việt Nam trong nước là giáo dục nhồi sọ, là giáo dục bóp méo sự thật, trong khi giáo dục và uh, uh, Việt Nam hải ngoại là giáo dục văn minh, giáo dục uh, nhân văn đặc biệt là giáo dục tại Hoa Kỳ là một nền giáo dục được toàn thế giới tôn vinh là một nền giáo dục tiến bộ và lành mạnh nhất. Đặc biệt hơn nữa là giới tại Việt Nam hải ngoại không hề bị tuyên truyền nhồi sọ, không hề bị bất kỳ một thế lực chính trị nào ép buộc phải nhìn nhận đây là công lý vĩnh viễn, kia là 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 là, là, là kẻ thù. Nói tóm lại giới trẻ Việt Nam hải ngoại được giáo dục trên căn bản nhân văn, lấy sự thật làm chuẩn mực cho đời sống. Dĩ nhiên sự thật ở đây là 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 những 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 cảnh tượng những hình ảnh diễn ra trong đời sống cụ thể chứ không phải là những sự thật nhồi sọ như cộng sản Việt Nam đã à, trình bày. À, tại hải ngoại à, có rất nhiều lớp viên ngữ nhưng trong những lớp việt ngữ này à, chủ yếu vẫn là à, truyền dạy à, tiếng Việt à, không có à, tuyên truyền chính trị à, một chiều à, kiểu như Cộng sản Việt Nam ở à, trong nước Bây giờ à, vấn đề chính nghĩa hay không chính nghĩa thì à, thay vì à, tranh cãi với nhau à, bằng à, chữ dùng thì hãy nhìn vào thực tế đời sống thực tế đời sống là gì thực tế đời sống là về mặt à, văn hóa à, văn minh nhân văn thì à, trước 75 năm À, tại miền Bắc cũng như à, sau 1975 à, sau 30 tháng 4 à, toàn thể lãnh thổ Việt Nam đều à, bị áp đặt dưới một, à, một, một một chương trình giáo dục à, ngu dân à, khích lệ kính đáo khích lệ người dân à, chỉ biết à, ăn chơi à, nhảy múa ca hát à, à, và có thể à, kính đáo à, thả cho tệ đoan xã hội được phát triển làm như vậy là một hình thức ru ngủ trực tiếp để người Việt Nam đặc biệt là giới trẻ Việt Nam không còn quan tâm gì tới những những việc làm của cái gọi là chính phủ cộng sản Việt Nam giúp cho cộng sản Việt Nam dễ thống trị lãnh thổ Việt Nam ừ, trong khi đó điều cụ thể nhất nhìn vào di sản của Việt Nam Cộng Hòa à, thì cộng sản Việt Nam đã bỏ ra nhiều thập niên để triệt tiêu dấu vết của Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà càng ngày chúng ta càng thấy văn học nghệ thuật của Việt Nam Cộng Hòa, ca nhạc kịch của Việt Nam Cộng Hòa, luật pháp của Việt Nam Cộng Hòa, kinh tế hành chính của Việt Nam Cộng Hòa, tất cả đều sống lại trên lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là nhạc vàng, Cộng sản Việt Nam đã bỏ ra nhiều thập niên để tri tiêu nhạc vàng, nhưng bây giờ vì lòng dân, vì ý muốn của người dân, Cộng sản Việt Nam đành bó tay để cho nhạc vàng tự do được à, truyền đạt tại à, Việt Nam những những hình ảnh cụ thể do Việt Nam Cộng hòa để lại à, cuốn hút à, người dân Việt Nam làm cho cái văn hóa văn minh văn học nghệ thuật của Việt Nam Cộng hòa sống lại trên lãnh thổ Việt Nam điều đó người ta gọi là chánh phủ Việt Nam Cộng hòa dù đã qua đời 46 năm nhưng cái quyền lực mềm của Việt Nam Cộng hòa vẫn tiếp tục vùng vẫy tên quê hương Việt Nam đó là lý do cội nguồn giải thích tại sao nhạc vàng tại sao giáo dục việt nam tại sao à, luật pháp việt nam và kinh tế của, của việt nam cộng hòa à, đã à, hoặc là cộng sản việt nam mặc nhiên cho phép hoặc là cộng sản việt nam âm thầm à, sao chép à, bắt chước để à, tiếp tục tìm đường à, phát triển đất nước tất cả những sự kiện vừa kể à, cho thấy à, rõ ràng là việt nam cộng hòa không phải là một chế độ tay sai chế độ tay sai không thể nào đặt lại để lại cho Việt Nam một cái di sản mà chế độ cộng sản Việt Nam cố tình tẩy tẩy xóa nhưng mà hoàn toàn thất bại. Sự hồi sinh của văn hóa Việt Nam trên quê hương Việt Nam rõ ràng là một điều chứng minh rằng càng ngày thế giới càng văn minh người ta không còn dùng bạo lực để 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 giải quyết các tranh chấp người ta gọi là con người hạn chế tối đa việc dùng quyền lực cứng tức là quyền lực của hỏa lực quân sự quyền lực của đe dọa quyền lực của à, du dỗ nhưng Việt Nam Cộng hòa theo theo đúng trào lưu của thế giới ngày nay đã có quyền lực mềm và để lại cho 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 quê hương Việt Nam để lại cho xã hội Việt Nam cả một di sản hấp dẫn mà cộng sản Việt Nam dù muốn hay không muốn vẫn đi theo con đường mà Việt Nam Cộng hòa đã để lại cách đây nhiều thập niên một lần nữa cho chúng ta thấy rõ ràng thế nào là 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 quyền lực mềm mà Việt Nam Cộng hòa đã có được. Kính thưa quý khán thính giả, phân tích về ngăn cách giữa cờ đỏ và cờ vàng ba sọc đỏ, ngăn cách giữa À, ý nghĩa cho rằng 30 tháng4 là ngày giải phóng quê hương và một bên thì cho rằng 30 tháng4 là một ngày Quốc Hạnh Quốc Hạnh là gì Quốc Hạnh là à, quê hương do Việt Nam Cộng hòa xây dựng à, mặc dầu trong chiến tranh nhưng mà vẫn từng bước một tiến gần tới dân chủ và nhân quyền nhưng qua tới 30 tháng 4 do bàn cờ quốc tế thay đổi Việt Nam Cộng hòa đành phải bó tay đành phải rời bỏ sân khấu chính trị và cái sự việc Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử Sự việc Việt Nam Cộng Hòa Phải rời bỏ sân khấu chính trị của Việt Nam Nó là một Một một, một điều Đau đớn Nhưng người Việt Nam Cộng Hòa Không thể nào làm gì Để cứu chữa Cái vết thương 30 tháng 4 Những đau đớn Không thể cứu chữa được Nó trở thành hận Từ đó người Việt Nam Cộng Hòa Gọi 30 tháng 4 là ngày quốc hạnh Và cũng từ đó tên gọi quốc hạnh là tên gọi chính xác nhất tha thiết nhất để người việt nam nói chung và người việt nam cộng hòa nói riêng diễn tả cái 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 phẫn hận về sự việc cộng sản việt nam đã dựa vào bàn cờ quốc tế dựa vào sự hỗ trợ của nga và tàu đặc biệt là dựa vào sự hỗ trợ của tàu để 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 xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ việt nam một lần nữa chữ quốc hận là chữ mà chúng ta nên duy trì cho đến khi nào à, quê hương Việt Nam, lịch sử Việt Nam à, được hành thông theo cái hướng người dân Việt Nam đã được sống à, như một con người. Và sống như một con người là gì? Sống như một con người là sống à, trong tự do, đặc biệt là tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do diễn đạt tư tưởng. Và về phía thợ thuyền thì người thợ phải có à, tự do nghiệp đoàn, tự do thảo luận với giới chủ, về những quyền lợi của giới thợ tất cả những tự do căn bản đó gọi là văn minh nhân văn chừng nào việt nam xã hội việt nam thực sự bước vào một xã hội văn minh nhân văn chừng đó cái tên gọi quốc hận có thể tạm thời không còn nghĩ tới kính thưa quý khán thính giả điều quan trọng nhất là sau 46 năm người việt nam đặc biệt là người việt nam hải ngoại À, vẫn loay hoay đi tìm một giải pháp để để lịch sử Việt Nam được Hanh thông bây à, giờ chúng ta có tới 46 năm à, tưởng niệm 30 tháng4 và năm thứ mới Mới vỡ ra một cái chân lý rằng điều khó khăn hàng đầu là làm thế nào để giới trẻ đặc biệt là những người Việt Nam sinh năm 1000 sau năm 1975 có thể đoàn kết lại không còn bị ám ảnh bởi chiến tranh Tuy nhiên cái, cái sự bắt tay giữa giới trẻ Việt Nam hải ngoại và giới trẻ Việt Nam trong nước gặp một trở ngại vô cùng lớn. Trở ngại vô cùng lớn đó là gì? Trở ngại vô cùng lớn đó là giới trẻ trong nước bị thứ nhất nhồi sọ bóp méo lịch sử để thấy rằng Việt Nam Cộng Hòa là kẻ thù. Cái lý do thứ hai, giới trẻ hải ngoại thì được giáo dục trong một hệ thống giáo dục hoàn toàn nhân văn và nhân bản. Một bên nhồi sọ, một bên là nhân văn nhân bản làm thế nào có thể giải quyết được cá bắt tay giữa người Việt Nam nói chung, người Việt Nam trẻ và người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Giải pháp vẫn là người Việt Nam hải ngoại hãy vận dụng thế lực mềm để cái văn minh nhân văn sống lại trên quê hương Việt Nam giống như cái hình ảnh văn hóa, văn nghệ của Việt Nam Cộng Hòa đang sống lại trên quê hương Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả, bình luận thời sự số 1 đã chấm dứt. Xin quý khán thính giả đừng đợi máy chúng tôi sẽ trở lại với quý khán thính giả sau vài phút quảng cáo. Kính thưa quý khán thính giả, bình luận thời sự số 2 có tựa đề Tại sao Mỹ Trung tranh giành Đài Loan. À, kính thưa quý khán thính giả trong thời gian gần đây sự cạnh tranh giữa Trung Quốc giữa Trung Cộng với Hoa Kỳ trong cái việc cả một bên Hoa Kỳ quyết tâm bảo vệ Đài Loan một bên Trung Cộng ngày càng dùng mọi loại áp lực kinh tế chính trị đặc biệt quân sự để gây sức ép tìm cơ hội nhằm thống nhất với Đài Loan bằng bạo lực quân sự nếu cần thiết theo lời tuyên bố của ông ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý khán thính giả, do cái sự cạnh tranh tranh giành để gìn giữ Đài Loan giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, những người quan tâm tới sinh hoạt chính trị quốc tế đã đưa ra các lý do giải thích tại sao cả Trung Cộng lẫn Hoa Kỳ đều tranh giành để bảo vệ Đài Loan lý do thứ nhất là lý do địa chính trị địa chính trị là gì? Trước khi có môn học địa chính trị, người ta chỉ biết ta uh, chính trị là uh, môn học nói về uh, mối tương quan giữa con người với con người và mối tương quan giữa con người với con người thông qua uh, lịch sử, đặc biệt là những hình ảnh tệ hại phản uh, lại đời sống của con người là mối tương quan giữa con người với con người nhìn toàn bộ xã hội nó chỉ là tương quan Giữa thống trị và vị trị Và dân chủ là gì Dân chủ là làm thế nào Để xây dựng một xã hội Không còn dấu vết Thống trị và vị trị à, Những thành phần à, ngồi ở chính phủ Chỉ là à, những bộ phận Để điều hành công việc của xã hội Chứ không phải là à, Một bộ phận thống trị xã hội Thống trị người dân Bắt buộc người dân phải làm theo tất cả những gì Mà à, giới thống trị à, mong muốn à, Tuy nhiên theo đà văn minh của nhân loại con người thấy rằng có một sự liên hệ mật thiết giữa môn chính trị học và môn địa lý học để đi ở đây là là hình thể là vị trí là địa hình là địa vật là khí hậu là nhân văn nhân số của mỗi quốc gia nói chung mối quan hệ giữa địa lý và chính trị là mối quan hệ mà những người khảo sát hoạt động chính trị của quốc gia và của thế giới đều phải quan tâm từ đó môn học địa chính trị ra đời. À, lý do hàng đầu để Hoa Kỳ và Trung Hoa cùng um, tranh đấu để để giành lấy Đài Loan là lý do địa chính trị. Sở dĩ lý do địa chính trị đứng lên hàng đầu bởi vì à, Đài Loan là một cái hòn đảo nằm ở trên cái tuyến đường à, một bên là bờ biển của hoa lục một bên là đường đi vào biển sâu thái bình dương vì vậy đài loan có thể kiểm soát con đường những chiếc tàu ngầm của trung cộng đi từ nam hải vào thái bình dương đó là lý do làm cho vị trí của đài loan trở nên vô cùng quan trọng và đó là lý do mà giới địa chính trị gọi là lý do hàng đầu Tại sao Hoa Kỳ và Trung Hoa đôi bên đều 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 tranh giành để để nắm giữ Đài Loan? À, tương tự như vậy, thì à, trên cái con đường từ Hải Nam đi vào à, biển sâu Thái Bình Dương, ừ. đầu tiên là Đài Loan kế đến là Trinidad là hai à, địa danh là hai quốc gia à, có thể kiểm soát được những di biến động về tàu ngầm của Trung Cộng từ đảo Hải Nam đi vào biển sâu Thái Bình Dương. À, lý do thứ hai là um, lịch sử cho thấy um, Trung Cộng đã dần dần uh, nắm giữ trước tiên là Cao và mới đây là Hồng Kông. Mới đây Hồng Kông uh, đã rơi vào tay Trung Cộng khi Trung Cộng ngang nhiên uh, bãi bỏ cái lời cam kết 1997 uh, với Anh Quốc khi anh quốc giao trả đài loan cho uh, Hồng Kông uh, cho Trung cộng thì Trung cộng hứa là sẽ để cho Hồng Kông được uh, sinh hoạt trong quy chế một quốc gia hai chế độ. Hai chế độ ở đây là Hoa lục thì theo chế độ cộng sản Trung cộng, Hồng Kông vẫn tiếp tục theo chế độ dân chủ nhân quyền uh, do anh quốc uh, để lại cho Hồng Kông. Uh, tuy nhiên uh, do tình hình uh, đòi hỏi uh, quyền tự trị một cách mạnh mẽ ở Hồng Kông Trung Cộng đã ngang nhiên uh, xé bỏ, ngang nhiên hủy bỏ cái lời cam kết giữa Trung Cộng với Anh Quốc, ngang nhiên hủy bỏ cái uh, luật tắc một quốc gia hai chế độ, từ đó Hồng Kông rơi hẳn vào tay của Trung Cộng độc tài. Uh, như vậy thì uh, cho đến bây giờ uh, Macau và Hồng Kông đã rơi vào tay Trung Cộng. Bây giờ chỉ còn Đài Loan uh, là một cái địa danh uh, để cho thế giới nhìn thấy Một sự kiện lạ lùng Lạ lùng bởi lẽ Người Trung Hoa ở Hoa Lục Và người Trung Hoa ở Đài Loan Đôi bên đều là người Trung Hoa Tại sao Trung Hoa Đài Loan Văn minh lịch sử Đời sống sung túc Trong khi đó người dân Hoa Lục Nghèo khổ Trình độ học vấn thấp kém Hoàn toàn không 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 không, không hiểu được không không thưởng thức được cái thế nào là không khế dân chủ nhân quyền à, trong xã hội do sự khác biệt đó à, trung cộng lấy làm bực mình trung cộng không muốn đài loan làm cái mẫu mực để thế giới chê cười rằng là cùng là người hoa tại sao người hoa đài loan và người hoa hoa lục hoàn toàn khác nhau đó là lý do thứ hai khiến cho trung cộng muốn biến đài loan muốn lôi kéo Đài Loan trở về với Hoa Lục, trong khi đó uh, Hoa Kỳ và và những đồng minh của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục muốn bảo vệ Đài Loan để Đài Loan là một gương sáng nói với cái xã hội chống uh, đối cho Đội Độc tài Cộng Sản rằng là người dân phải tự mình đứng dậy phải tự mình cứu lấy cái Hoa Lục để Hoa Lục có thể được hưởng tự do dân chủ kiểu như Đài Loan đang hưởng. Lý do thứ ba đây là một lý do à, thành kỳ à, Đài Loan à, là, là một quốc gia chữ quốc gia này xin để trong ngoặc kép bởi vì à, um, Trung cộng thường xuyên um, phá bỏ chữ quốc gia không cho Đài Loan dùng chữ quốc gia mà mà chỉ nhìn nhận Đài Loan như là một thực thể một à, thành phố ly khai à, Trung Hoa mặc dầu là một lãnh thổ rất nhỏ bé so với Hoa Lục à, Đài Loan ngày nay à, đã nổi tiếng là một à, quốc gia um, sản xuất uh, chip điện tử hàng đầu của thế giới. Uh, cái công ty gọi tắt là TSMC. Nguyên văn là Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. Đây là một công ty uh, nổi tiếng là công ty sản xuất uh, chip điện tử đứng đầu thế giới. Đây là một điểm uh, vô cùng hấp dẫn uh, khiến cho vai trò của Đài Loan dù bị Trung Cộng thường xuyên phá hoại Đài Loan vẫn lừng lững nổi tiếng như là một quốc gia một tổ chức giúp làm cho thế giới phải phải chiêm ngưỡng cái đó nữa là sự việc Đài Loan trong cái biến cố Covid-19 đã tỏ ra xuất sắc trong việc chống đỡ dịch bệnh. Song song với việc chống đỡ dịch bệnh, Đài Loan thi hành một chính sách ngoại giao khẩu trang thân thiện. Khẩu trang thân thiện là gì? Là qua sự việc Đài Loan trong biến cố COVID-19 đã viện trợ cho thế giới những y cụ, những thứ thuốc men cần thiết, đặc biệt là viện trợ khẩu trang. Và viện trợ khẩu trang ở đây là viện trợ với với tư cách thân hữu giữa các quốc gia trong cộng đồng quốc tế với tư cách tình nhân đạo thuần túy khác hẳn với cái khẩu trang nham hiểm của Trung Cộng. Trung Cộng đã dùng khẩu trang mà dĩ nhiên khẩu trang rất là kém phẩm phẩm chất để tuyên truyền chính trị, để thủ lợi về thương mại. Cho nên cũng dùng khẩu trang để ngoại giao. Nhưng ngoại giao khẩu trang của Trung Cộng hoàn toàn thất bại bởi vì tràn đầy những âm mưu nham hiểm. Trong khi đó, ngoại giao à, khẩu trang của Đài Loan lại được thế giới nhìn nhận như là một loại khẩu trang um, thân thiện, kính thưa quý khán giả. Tất cả các lý do à, trình bày à, để cho thấy rằng à, một mặt, tại sao Trung Cộng cố à, đang đang nỗ lực um, nắm giữ Đài Loan; mặt khác, à, Hoa Kỳ và các đồng minh à, vẫn không ngừng nỗ lực để bảo vệ Đài Loan. À, trong cái sự tranh giành đó, một lần nữa chúng ta thấy Việt Nam, à, Đài Loan sở dĩ được Hoa Kỳ và thế giới à, ngưỡng mộ, ưu đại và bảo vệ, bởi vì Đài Loan đã thực hiện đúng cái cái khái niệm, cái cái tư tưởng về quyền lực mềm. Quyền lực mềm ở đây là Đài Loan thuyết phục thế giới, Đài Loan đã à, có được một cái thiện cảm của thế giới thông qua những những hành động, những thái độ giao hảo ban giao thanh hữu thế giới ban giao thanh hữu qua chip điện tử ban giao thanh hữu qua cứu trợ Covid, bao ban giao thanh hữu qua những cái tục lệ ngoại giao nghiêm chỉnh và tôn trọng lẫn nhau trong cộng đồng quốc tế câu chuyện đài loan trở nên hấp dẫn để trung cộng âm mưu xâm chiếm đài loan để hoa kỳ nỗ lực không ngừng bảo vệ Đài Loan à, một lần nữa cho thấy rằng thế giới ngày nay là thế giới uh, của um, quyền lực mềm, cái gọi là quyền lực cứng, cái gọi là hỏa lực quân sự, cái gọi là uh, bom đạn. Uh, bây giờ đã đi vào quá khứ. Sự dĩ nó đi vào quá khứ bởi vì bom đạn vẫn còn đó, nhưng mà thế giới càng văn minh, người ta càng sáng, sáng chế ra mức độ vô cùng nguy hiểm của bom đạn, cho nên sử dụng bom đạn nhiên đặc biệt là sử dụng bom đạn giữa hai quốc gia lớn kiểu như hoa kỳ và trung cộng là điều mà cả hoa kỳ lãnh trung cộng không bao giờ nghĩ tới người ta chỉ nhắc tới bom đạn như một sự đe dọa rất là xa xôi trong khi đó thế giới hoa kỳ trung cộng cũng như tất cả các quốc gia khác nỗ lực gây ảnh hưởng chính trị kinh tế thương mại trên toàn thế giới thông qua phương pháp gọi là à, thế lực mềm. kính thưa quý khán thính giả, à, đề tài thứ hai của chúng tôi tới đây là chấm dứt. Xin à, quý khán thính giả chớ rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với quý khán thính giả sau vài phút quảng cáo. Kính thưa quý khán thính giả, à, bình luận thời sự số 3 có tựa đề bốn viễn cảnh chính trị của Trung Cộng. À, sở dĩ à, có vấn đề bốn viễn cảnh chính trị của Trung Cộng bởi vì uh, tình hình hoạt động chính trị của Trung Cộng dưới chế độ tập cận bình có những diễn biến uh, rất uh, đáng uh, quan tâm. Diễn biến thứ nhất là uh, năm 1982 ông Đặng Tiểu Bình uh, qua hiến pháp đã quy định chế độ uh, Trung Cộng phải tuân giữ uh, nhiệm kỳ đối với những người uh, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Qua tới năm 2017 thì ông Tập Cận Bình đã hủy bỏ. Hai người kế nhiệm tiền năng là Hồ Xuân Hoa và Tôn Chính Tài. Tới tháng 3 năm 2018, thì Tập Cận Bình hủy bỏ luật nhiệm kỳ đối với chức danh Chủ tịch nước, đồng thời đàn áp quyền tự do ngôn luận, quyền tự do bất đồng ý kiến, bất đồng tư tưởng, đồng thời đề cao tệ nạn, tệ nạn sùng bái cá nhân, suy tôn Tập Cận Bình, như là một hoàng đế tuyệt hảo của Trung Cộng, điều này nó tạo ra những cái nguy cơ tiềm ẩn đối với con đường sinh hoạt chính trị của xã hội Trung Quốc và từ đó ngày 21 tháng 4, trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế của Hoa Kỳ đã viết một cái báo cáo dự đoán là thời tập cận bình có bốn viễn cảnh chính trị À, quan trọng những bốn cái chính trị này à, đều tin liệu là sau khi tập cận bình không còn à, vùng vẫy trên sân khấu chính trị trung cộng nữa thì điều gì sẽ xảy ra? cái à, diễn biến thứ nhất là um, có thể mặc dầu à, trung cộng um, à, mặc dầu tập cận bình à, cố gắng nắm giữ uh, chức chủ tịch nước chức tổng bí thư uh, muôn năm uh, trọn đời. Tuy nhiên, uh, tình hình uh, trung cộng, đặc biệt là sinh hoạt trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung cộng hối thúc là rồi ra thì uh, Tập Cận Bình phải uh, từ nhiệm uh, vào lúc nào uh, mà lịch sử Trung Hoa cho là cho là cần thiết, cần thiết. Và ông Tập Cận Bình cũng tự mình ý thức rằng um, không thể nào um, nắm đặc quyền cai trị Trung Hoa uh, miên viễn À, chính vì ý thức như vậy, một mặt ông Tập Cận Bình à, lập ra những pháp chế để bảo vệ quyền lực à, muôn năm của Tập Cận Bình, mặt khác ông Tập Cận Bình à, vẫn lặng lẽ chuẩn bị à, khi ông à, Tập Cận Bình rời cái chức vụ lãnh đạo à, Trung Quốc thì à, cuộc đời của Tập Cận Bình à, vẫn được à, vẫn được à, ổn định, nói theo kiểu Việt Nam vẫn được hạ cánh an toàn. À, cái giải pháp thứ nhì là mặc dù uh, có sự hối thúc của quần chúng, có sự hối thúc của Đảng Cộng sản Trung Hoa, ông Tập Cận Bình vẫn không từ chức, vẫn tiếp tục uh, tại chức uh, và để có thể uh, tiếp tục tại chức thì ông Tập Cận Bình ngay từ những năm 2016 đã uh, triệt tiêu những âm mưu uh, chống lại Tập Cận Bình, những âm mưu uh, đảo tránh lật đổ Tập Cận Bình. Uh, câu chuyện um, tố giác rõ ràng âm mưu bảo vệ quyền lực muôn năm của Tập Cận Bình là sự việc Tập Cận Bình uh, ra lệnh bắt giam Chu Vĩnh Khang là một nhân vật an ninh tình báo hàng đầu của Trung cộng. Và um, những cái um, những cái kỹ thuật để giúp Tập Cận Bình tồn tại ở ngôi vị uh, lãnh đạo Trung Hoa, ông Tập Cận Bình đã lần lượt thực hiện uh, gần như uh, đầy đủ và vì vậy cho đến bây giờ theo nhận định của trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế âm mưu lật đổ tập cận bình là một âm mưu rất ít hy vọng thành công rất ít hy vọng có thể xảy ra à, tình huống thứ ba là ông tập cận bình uh, bất ngờ thiệt mạng thì uh, trong tình huống này nó tạo ra một cái khoảng trống quyền lực uh, và cái sự xung đột nội bộ có thể xảy ra và ngay cả uh, nội bộ gọi là nh nhóm thân tín của Tập Cận Bình cũng có thể sâu sắc lẫn nhau. Uh, trong trường hợp này thì Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế của Hoa Kỳ không thể tiên liệu được tình hình Trung Hoa sẽ nổi trôi tới đâu. Uh, tình huống thứ tư là ông Tập Cận Bình mất khả năng hành động. Và trong trường hợp mất khả năng hành động thì uh, tùy theo uh, mức độ sức khỏe của ông Tập Cận Bình mà à, à, mức độ bất ổn chính trị của sân khấu chính trị à, Trung Quốc sẽ à, sẽ um, chìm nổi tùy theo tình trạng sức khỏe của cấp lãnh đạo, mà cấp lãnh đạo ở trong trường hợp này là ông Tập cận bình. kính thưa quý khán thính giả, à, theo những người nghiên cứu lịch sử thì à, à, chế độ độc tài, à, đặc biệt là có hai loại độc tài độc tài cộng sản và độc tài không cộng sản độc tài cộng sản tức là những nhà độc tài uh, xuất thân từ đảng cộng sản nương vào đảng cộng sản nắm quyền để cai trị xã hội đồng thời cai trị luôn cả đảng cộng sản và cái sự việc uh, đảng cộng sản um, từ uh, cái phương châm uh, tập thể lãnh đạo cá uh, năng uh, trách nhiệm đã biến thành một chế độ độc tài uh, điển hình như uh, độc tài ma trật đông và bây giờ là độc tài À, tập cận bình và dĩ nhiên đi từ à, cái 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 thông lệ cái tạm gọi là truyền thống của cộng sản à, Trung Hoa là cai trị đảng Trung Hoa cai trị đất nước à, có nhiệm kỳ và à, có à, có sự tiên liệu à, người kế nhiệm để cho lịch sử à, có thể à, tiếp tục à, ổn định à, khi cấp lãnh đạo à, không còn khả năng à, lãnh đạo và ông tập quận bình, bình đã phá bỏ cái lệ kế nhiệm và làm cho tình hình trung hoa trong tương lai trở nên bấp bênh trở nên vô định kính thưa quý khán thính giả như chúng ta đã biết xã hội gồm muôn danh, xã hội gồm muôn tổ chức mỗi người dân mỗi tổ chức người ta gọi là một nguyên là một đầu mối là một tế bào của xã hội Nguyên tắc thứ nhì là mọi người sanh đa đều bình đẳng, mỗi tế bào, mỗi tổ chức uh, trong xã hội đều bình đẳng. Vì vậy, tất cả các nguyên trong xã hội, tất cả các nguyên trong quốc gia đều phải được tôn trọng như nhau, đó là nguyên tắc xã hội phải đa nguyên, dân chủ, tức là dân chủ đa nguyên. Đa nguyên tức là tôn trọng ý kiến của mỗi người dân, tôn trọng ý kiến tất cả những tổ chức uh, dân sự. Điều quan trọng là làm thế nào vừa tôn trọng tất cả những tổ chức dân sự, tôn trọng tất cả ý kiến của người dân, nhưng mà xã hội vẫn điều hành trong ổn định. Điều này là một bài học lớn mà tổ chức công quyền hướng dẫn chúng ta từng bước một. Tuy nhiên, chân lý vẫn là xã hội là đa nguyên. Xã hội phải tôn trọng từng người dân, xã hội phải tôn trọng từng tổ chức dân sự. Trong khi đó, ông những nhà độc tài, đặc biệt là độc tài tập cận bình đã phá bỏ cái nguyên tắc hàng ngũ cái chân lý hàng ngũ của xã hội là xã hội đa nguyên dân chủ phải đa nguyên xã hội phải đa nguyên thì ông tập cận bình gom tất cả những đa nguyên nằm trong tay của ông tập cận bình đa nguyên của xã hội trung hoa phải tuân theo mệnh lệnh của tập cận bình đa nguyên của xã hội trung hoa phải tôn sùng cá nhân tập cận bình đa nguyên của xã hội trung hoa phải đối xử phải phải cung kính với tập cận bình như là một một vị hoàng đế tối cao từ đó tập cận bình đã nhất nguyên hóa đa nguyên của trung hoa điều này trái với quy luật sống của con người trái với quy luật vận hành của à, của xã hội loài người từ đó tập cận bình và xã hội trung hoa nói chung không sớm thì muộn sẽ gặp vô cùng khó khăn và điều này cũng cho chúng ta thấy khi nhà độc tài độc tài tức là nhất nguyên, nhà độc tài cai trị đất nước tức là nhà độc tài đã nhất nguyên hóa cái đa nguyên của xã hội làm cho xã hội không vận hành một cách bình thường. Hay nói cách khác, xã hội đã vận hành một cách bệnh hoạn và bệnh hoạn xã hội do sự việc nhất nguyên hóa cái đa nguyên chắc chắn một lúc nào đó sẽ làm cho lịch sử phải đổ máu bởi vì lịch sử phải phải là lịch sử máu thì lịch sử mới chuyển mình. Từ tình hình độc tài à, Trung Hoa, chúng ta nhìn qua độc tài của Cộng sản Việt Nam. À, tương đương với Tập Cận Bình, à, tại Trung Cộng, thì tại Việt Nam, ông à, Nguyễn Phú Trọng cũng bằng cách này, bằng cách kia, à, bằng cách biến mình thành người đốt lò vĩ đại, à, bằng cách à, um, bao che à, cho đàn em phạm pháp, đồng thời à, triệt hạ những người không thuộc phe nhóm của ông Nguyễn Phú Trọng dần dần ông Nguyễn Phú Trọng không hung giữ bằng Tập Cận Bình không bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng không có cái uy thế không có quyền lực mạnh mẽ như Tập Cận Bình nhưng Nguyễn Phú Trọng đi theo Tập Cận Bình theo kiểu là biến Đảng Cộng sản Việt Nam biến chế độ Cộng sản Việt Nam thành một chế độ độc tài Nguyễn Phú Trọng và chế độ độc tài Nguyễn Phú Trọng xuất phát từ Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng như Trung Hoa ông Nguyễn Phú Trọng thay vì tôn trọng tính chất đa nguyên của xã hội Việt Nam cũng như bất kỳ một xã hội loài người nào khác, ông Nguyễn Phú Trọng đã gom tất cả các quyền hành à, trong tay của mình, đã um, bắt buộc à, toàn bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, bắt buộc toàn bộ xã hội Việt Nam phải à, sinh hoạt, phải suy nghĩ, phải hành động theo ý muốn của ông Tập Cận Bình. Nếu nếu không tuân giữ um, hành động và suy nghĩ theo ý muốn của Tập Cận Bình, thì à, xin lỗi của ông Nguyễn Phú Trọng, thì Nguyễn Phú Trọng. À, lập tức à, kết án những người đó là tự diễn biến là à, suy thoái là à, từ bỏ đảng và giải pháp là gì? Giải pháp là Nguyễn Phú Trọng sẽ kiếm cớ à, tham ô, nhũng lạm để đưa các cái nạn nhân chống đối Nguyễn Phú Trọng vào à, lò đốt gọi là lò chống tham nhũng. Cái gọi là lò chống tham nhũng chẳng qua chỉ là một cái 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 cái, cái bức màn để che đậy âm mưu à, triệt hạ những người đối lập. À, trong đảng cộng sản ngoài đảng cộng sản tất cả những người nào không đồng ý ở cái, cái, cái ý muốn cái quyết tâm cai trị việt nam miên biển của nguyễn phú trọng câu chuyện vừa rồi cho thấy sự đồng giảng giữa nguyễn phú trọng và tập cận bình và đồng giảng ở đây tức là đôi bên đều cố tình nhất nguyên hóa cái tính đa nguyên của xã hội điều này trái với vận hành của lịch sử và điều này chế độ cộng sản việt nam cũng như chế độ cộng sản trung cộng phải trả lời trước lịch sử bằng sự sụp đổ của hai chế độ độc tài này một lần nữa xin được chống nhấn mạnh độc tài ở đây tức là đã nhất nguyên hóa tính chất hằng cửu đa nguyên của xã hội kính thưa quý khán thính giả à, đề tài thứ ba tới đây là chấm dứt xin quý khán thính giả nhớ bấm subscribe để chúng tôi có dịp trở lại với quý khán thính giả trong các chương trình kế tiếp trân trọng kính chào quý khán thính giả